Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ một video mẹo hay để gửi đến cho các bạn nha. Nếu như nhà các bạn hay bất cứ ai khi mà có một cái bồn rửa chén như thế này, mà ở cái phần bồn rửa chén thì nó sẽ có một cái bộ xả như thế này các bạn. Đó. Thì một cái bộ xả như thế này nó luôn luôn đi chung khi chúng ta xài mua một cái bồn rửa chén mới ha. Và chúng ta xài lâu ngày thì cái bộ xả này thì nó sẽ có một cái lọc đó đó. Chúng ta xài lâu ngày nó sẽ để bị hư cái lọc của các bạn, nên nó giống như là một cái gỗ để chúng ta bỏ lọc thỏm vào bên trong đây để nó sẽ chứa những cái cặn cơm thừa này các bạn. Đó, khi chúng ta rửa, chúng ta mở cái vòi các bạn, đó nó sẽ chảy và nó sẽ nằm yên một chỗ trong đây, và khi đó chúng ta chỉ cần là lấy cái gỗ bên trong thỏm này thôi. Đó, chúng ta lấy cái gỗ ra và chúng ta sẽ lấy cơm đem đi ra ngoài. Thì cái gỗ đó chúng ta xài lâu ngày rồi, nó bị hư rồi, là mình sẽ áp dụng theo cách này của mình ha. Mình sẽ áp dụng theo cách này để có thể lọc cặn cơm thừa đồ này kia để nó rớt xuống cái chỗ đó ha, mà sẽ không có lọt xuống dưới cống ha, sẽ rất là tội khi mà cơm lọt xuống dưới cống nha các bạn nha. Và đây chính là cách của mình nè. Mình sẽ sử dụng một cái chai nước ngọt như thế này các bạn nha. Chai này tầm 1,5 lít nha các bạn nha. Rồi thì mình sẽ lọc cái này ra. Bây giờ mình sẽ cắm cái này xuống, cắm cái đầu của chai xuống dưới đây cho mình ha. Mình sẽ cắm cái đầu chai xuống đây, rồi bắt đầu mình sẽ dùng một cây bút lông, mình sẽ vẽ xung quanh ha. Vô tình thì nó sẽ có một cái lằn này, cái lằn của cái chai, và nó theo cái lằn mực luôn, mình sẽ cắt theo đó ha. Rồi thì mình sẽ cắt hết cái lần này nha các bạn nha. Ở đây nó sẽ có một cái gờ của cái chai các bạn đó, thì mình đi cắt theo cái lần đó luôn. Rồi bây giờ mình đã có một cái phần nó bằng với cái bộ xả nha các bạn nha. Thì đây chính là một video mang tính chất tái chế chai nhựa và cũng có thể tiết kiệm được cho chúng ta luôn. Thì nếu các bạn muốn làm theo cách này á, thì cũng là một cách tốt thôi, các bạn có thể tiết kiệm được một ít chi phí. Còn nếu như các bạn không muốn làm theo cách này thì các bạn có thể ra ngoài mua một bộ xả khác về gắn lại, hoặc kêu thợ lại gắn cái bộ xả đó cho mình nha các bạn nha. Cũng mất hết một vài trăm ngàn thôi, cũng không có là bao nhiêu nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vùi những cái lỗ ở đây để lọc những hạt cơm, những cặn thừa để nó dướng lại các bạn nha. Thì mình sẽ vùi vài lỗ ha. Rồi chú ý là các bạn sẽ vùi những cái lỗ nào nhỏ nhỏ thôi, đừng to quá nha các bạn nha. Thì nó tầm cỡ này thôi là nó có thể lọc cơm cho nó dướng lại rồi nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống dưới bộ xả nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái gỗ này vào bên trong cái bộ xả nha. Đó, bạn thấy không? Thì mình cắt cho nó vừa lọt thỏm vô đây luôn nha các bạn nha. Đó, như vậy là ok. Đó, nó lọt vô đây là vậy là ok nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ xả nước để cho cơm nó trôi xuống ha. Rồi như vậy là ok. Đó các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Thì các bạn chỉ cần chế một cái gỗ từ một cái chai nước mà chúng ta đã uống hết rồi, và chúng ta có thể tái chế lại để sử dụng khi để làm bộ xả như thế này nha các bạn nha. Và nếu các bạn không thích thì các bạn có thể mua bộ xả mới, hoàn toàn mới luôn, về để mà thay thế nó nha các bạn nha. Còn đây chính là một video mẹo hay mình muốn gửi đến các bạn, là một video bổ ích giải trí lành mạnh nha các bạn nha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.